Hello, em là nhân viên mới nha. Cầu trước sân sau thêm hơi dòng, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Dầu trước khô sau thêm mới đau lòng, khi xa cơ không còn ai. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình sắc cơ thất thất trên cuộc đời, người ta mang mình ra đành dễ bớt. Khi gian nan mới biết ai là bạn, hỏi thế nhân ơi có mấy người cũng như tôi. Trước sương sau khổ, trước sương sau thêm mới giàu, mới giàu. Giàu trước khổ sau thấy càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng, khi gian nan có được ai. Nói nghe nè bạn ơi, hey! Tôi xin cảm ơn bạn, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. Hey! Minh Nguyễn Vân Sao Băng xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý cô chú chị đang có mặt trong live stream ngày hôm nay. Và chúc tất cả mọi người chúng ta sẽ có một ngày nghe nhạc thật vui cùng với Minh Nguyệt và ai đây ạ? Ngôi sao mới, ngôi sao bí ẩn, nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay. Ôi ơi con gì, con rời xinh quá là sao? Anh Dương ơi, cho em xin số điện thoại. Hello anh Nguyễn Hồng nè, chị Thanh Ngọc, chị Hồng Lê, anh Sơn Nguyễn Mạnh. Khổ trước sướng sau thêm mới giàu, mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng, khi xa cơ không còn ai. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình sắc cơ thất thế trên cuộc đời, người ta mang mình ra đành dễ bớt. Khi gian nan mới biết ai là bạn, hỏi thế nhân ơi có mấy người được như tôi. Khổ trước sương sau thêm hơi dầu, mới dầu. Dầu trước khổ sau thế càng đau, càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng, khi gian nan có được ai. Nói nghe nè Nguyệt ơi, hey! Tôi xin cảm ơn Nguyệt. Ok. Nhưng Nguyệt mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. Nói nghe nè bạn ơi, tôi xin cảm ơn bạn, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. Hey! Nhân vật bí ẩn ngày hôm nay mọi người ạ, em là nhân viên mới nha. Yeah, đây là nhân viên mới của bên em, mặc dù là nhân viên mới nhưng mà một cái phong cách rất là chuyên nghiệp mọi người ạ. Em mới vào em còn ngại lắm, em không dám nói gì đâu. Em không đáng nói gì đâu đúng không ạ? Em đứng lên em quẩy là được rồi, em không cần phải nói đâu em. Hey, hôm nay hai cháu trông ăn chơi thế. Dạ. Sao bằng mới cháu chỉ được ăn chơi trên mạng ảo thôi chứ ăn chơi ngoài đời chắc chả dám đâu ạ. Hello chị Hoàng Thủy nào. Hello Hòa, hello anh Lê Văn Hai, chị Hoa Quả Vân, chị Nhung Lê, là tất cả các anh chị yêu thương. Mọi người cùng chia sẻ nhiệt tình rực rỡ để cho hôm nay có nhân vật bên bí ẩn nhà em, một nhân vật mới, hoàn toàn mới với một phong cách rất là ngầu, manly cool. Ok. Come on baby. Anh chị yêu, bên em không có inbox lại đâu à. Anh chị yêu chúng ta mua gì bên em nhớ lại để là số điện thoại cho bên em nào. Hey. Lật đây. Are you ready? Come on! Hey!
nhẹ nhàng tí em ạ. Em là nhân viên mới thì em nên nhẹ nhàng tí. Ok. Vâng, em nghe lời chị Nguyễn. Ok. Các anh chị thông cảm cho em nhé, em mới. Quý phải đi ạ. Sao vâng hôm nay tóc mượn đẹp thế em. Quả này lên 3K luôn rồi chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Nhân viên mới quá xinh luôn, cảm ơn chị Nguyễn Phương. Dạ, chẳng mới vô các fan này. Đúng rồi chị gái. Đó. Không đừng nói cảm ơn nhẹ nhàng vậy, cảm ơn chị gái. Mình được ngầu. Chị dạy em, mình em phải nói vậy, ngầu vào. Mình nói sao chị, nói lại em nghe. Cảm ơn chị gái. Cảm ơn chị gái nhá. Ok. Trên thế gian bây giờ tìm đâu bằng hữu tâm rằng bon chen với bao gian dối, vui gặp nhau cũng vì lợi xanh. Nghèo người đời khinh chê, tiền sẽ mua đôi trắng thay đen. Không biết đúng hay sai, bất chấp hơn thua mặc ai. Người đời về lòng tham bán đi tình thân họ hàng. Bần hàn khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mã. Tiền là con người tạo ra, mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay. Đô la hey, hai em hôm nay nhìn oách lắm. Oách không ạ? Oài đấy. Hai cô hơi bị oài đấy. Đúng rồi. Em mới giới thiệu tên nào? Em ơi, cái tên em là gì nhỉ? Chị quên mất tên em rồi. Em cũng quên luôn rồi. Đấy mọi người ạ. Các chị nhắc tên em tên nào? Các chị thông cảm. Đô la, nhà lâu xe sáng, nhắm mắt xuôi tay nồng xấu dưới nồng mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn chiếc gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan rồi sang cùng lũi tàn. Sống sân si đời như ly không đãi, buông tay về trời đời bỗng hóa hư không. Tịnh Tâm ơi, để lại số điện thoại như em nào. Alo Tịnh Tâm à, để lại số điện thoại em sẽ gọi cho mình nha. Alo Tịnh Tâm ơi, số điện thoại là bao nhiêu nhỉ? Hey, woo. Hey, em nhân viên mới này nhìn ngon đúng không? Sao băng hôm nay ngầu quá, không phải sao băng đâu chị Mùi ơi. À tay hôm nay em đi đánh nhau về cái gì. Đô la, nhà lâu xa sáng, nhắm mắt xuôi tay đằng sau rơi nắng mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn chút gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sáng cũng lũi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa hư không. Hey, trắng đẹp sang và đen là rất là chất luôn. Trời ơi, cái gì thì cái như chất là một cái điều không phải ai cũng có nhá mọi người ơi. Hey, ok chị Võ Thị Nga, để lại cho em số điện thoại của chị Nga nhá. Võ Thị Nga, cảm ơn chị gái 4 hộp collagen DC, cảm ơn chị. Hey. Cô nhân viên mới nhìn thấy chị đấy. Hey. Em thấy chị Mai Lan Vũ nha. Hey. Tình em đại dương luôn đi. Em với Linh, em dạ. Với Linh là hai chị em ruột tình mà các chị. Tình em đại dương luôn. Cái chị nói gì vậy? Tình em đại dương luôn. Cảm ơn chị. Mới bảo chị phải nhẹ nhàng với em. Ok chị sẽ nhẹ nhàng. Tình em gì đây? Tình em là đại dương ấy, trời ơi, vừa nói xong cái quên luôn bởi vậy. Cảm ơn chị Nguyễn Dương, cảm ơn tất cả các chị yêu thương. Quên nó cũng là một cái lợi thế. It's ok. Có đau buồn chị mách xếp đuổi em mất. Chị nói 100% là sao ăn. Làm gì mà để chị không nhận ra nữa. Dầu mà kỳ bo, dù tìm đâu có thiếu, tiền nhiều không dám tiêu, ai mà dám yêu. Nhà giàu nước vách, trước gì đã có phong cách của một dân chơi thời nay người ơi. Nghèo mà chơi chết hey! Nhiều hơn vô kế, sống rất bao dung thật tâm tư thế. Chơi nào tính toán không bao giờ ai oán,
tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chất bất khuất rồi. Phong cách người chơi ai đoán được người ơi, khi ta mất chơi ta đâu hiểu được tính người. Vì khi ta chơi ta mới hiểu hết người ơi, giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi qua dòng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay suy nghĩ làm gì. Nhiều khi giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì, nhưng nghèo khó phong cách chơi lại đẹp từng senti. Hey! Woo! Hey! Nghèo mà chơi chất, nghèo mà chơi chất nhiều hơn vô kể. Sống rất bao dung, thật tâm tử tế. Sếp mình ông không có nghèo đâu mà ông cũng chơi chất lắm. Em có chị Tránh Ngân, hôm nay em đi ra đường em đấm nhau với tà tí, em về chảy xước sơ sơ mà không sao. Nghèo mà chơi chất nhiều hơn vô kể, vô kể. Sống rất bao dung, thật tâm tư thế. Chơi nào tính toán không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chất bất khuất rồi. Phong cách người chơi ai đoán được người ơi, khi ta mới chơi ta đâu hiểu được tính người. Vì khi ta chơi ta mới hiểu hết người ơi, giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi qua dòng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay suy nghĩ làm gì. Nhiều khi giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì, nhưng nghèo khó phong cách chơi lại đẹp từng senti. Phong cách người chơi ai đoán được người ơi, khi ta mới chơi ta đâu hiểu được tính người. Vì khi ta chơi ta mới hiểu hết người ơi, giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi qua dòng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay nghĩ suy làm gì. Nhiều khi giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì, nhưng nghèo khó phong cách chơi lại đẹp từng sáng đi. Hey, hey, cảm ơn chị Huyền nhà em đẹp lắm, cảm ơn chị Thúy Đoàn. Hey, nụ cười đó làm sao quên. Rapper Minh Nguyệt vì mẹ anh bắt chia tay. Okay. Bây giờ Minh Nguyệt sẽ làm rapper đây mọi người. Cảm ơn chị Hà Trần, cảm ơn tất cả mọi người. Vì mẹ anh bắt chia tay đúng không? Ok. Tại sao anh lại chia tay tôi? Đơn giản, bởi vì mẹ anh bắt chia tay. Mẹ không thích em à? Mẹ anh đang ở đâu? Anh tôi xử luôn. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này, chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Có gì đâu mà phải khóc, không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình trình dây dở, vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạt. Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đâu, cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể cho tới người chuyện. Tắt một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp, nên tình cảm này anh buộc phải thử tuyệt. Nhưng khách anh sợ cảm giác phải yêu xa mình, không tới đâu cũng có lòng từ biệt. Trong mắt anh thật sự rất tuyệt, dù rằng hai đứa không gặp nhau làm mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc, mẹ của anh bắt anh phải chia tay. Kệ em anh. Đeo cái kính này phải để ý kỹ lắm. Hey. Mắt kính là mắt kính con kiến, mắt con kiến màu này ấy là con... Rapper Minh Nguyệt đúng rồi ạ. Mày là biết rap vài câu. Chia sẻ được những cái gì nhá. Chúng em thiếu mấy trăm lượt anh chị cho chúng em xin 1000 chia sẻ có được không? Cách tình yêu nồng say ơi. Anh cũng rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình
chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này, chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ em bác chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải có do. Sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này, chúc anh hạnh phúc chỉ nửa ngày. Mười phút thôi, ít phút thôi, cái giờ làm lễ sẽ sân khấu thôi. Ok, đồng ý. Hey, sao bằng giống tay à? Lần đầu tiên hey, đeo kính lâu thế này á. Sân khấu mỏi mắt quá. Ôi, mắt thì bỏ ra. Hey. Đây mọi người nhận ra đây có phải Sa Băng mọi người, không phải Sa Băng đâu, đây là em là một dân chơi. Đây là phiên bản copy của Sa Băng thôi mọi người ơi, chứ trời không phải là Sa Băng đâu. Tôi mở cái điện thoại tôi ra nó không nhận diện cái mặt. Chị tôi. Bởi vậy đúng rồi. Tôi phải mở cái mật khẩu dài thòn của tôi mệt quá. Để môi trường một lát nữa chị Liên Ninh ơi. Anh nhắn tin cho em ơi. Các anh chị yêu thương ơi, chúng em mong muốn được 1.000 lượt chia sẻ và với tình cảm của toàn thể của anh chị, em nghĩ là anh chị chúng ta có thể làm được. Thì hãy giúp cho Minh Nguyệt và Sa Băng được xin được 1.000 lượt chia sẻ, thiếu có 600 nữa thôi chứ nhiêu ạ. Thiếu có 600 nữa thôi mà, chuyện nhỏ đối với anh chị đúng không ạ? Trong đó có mấy nghìn anh chị, chúng ta mỗi một người chỉ một lượt thôi ạ. Người ta nói là một cây thì làm chẳng lên non, nhưng mà nhiều cây trụm lại thì chia sẻ một vài phát lên ca liền. Cái tóc này là em thuê của Linh em ấy. Chờ đôi mắt luôn đi, chờ đôi mắt luôn này. Ê, đôi mắt phải lên ấy, đôi mắt thấp quá. Ok. Mày nhá. Nè. Lên tới C mà ok. Thế á? Thôi. Phát thôi. Ok, có tin thôi đi, có tin tưởng thôi đi. Sợ kế. Nhân viên mới nói không nghe, chịu thôi, chẳng biết sao. Tóc thật, chị Văn Trương ơi, tóc thật mà. Đây là phiên bản copy thôi. Từng người trước qua mau được cười trao nhau lại thêm lo âu. Dừng vượt không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ chẳng nào. Dừng vui qua đi đường dài chia ly lệ vương chân mi. Giờ thì em đâu vui chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rơi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu chẳng anh cho em mãi mãi thì trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ chỉ ta xin giờ đã vơi chi được mà mi. Thật gì vinh thi để kiếm ra đi. Và như đôi mắt hôm nào giờ dậy thương là sáng. Nơi nào bước chút vừa tan, bước chút vừa tan là tâm không gian. Cứ nghe xa nhau là dễ dàng, mà đôi đời còn mà như gian nan. Oh em đâu ngờ. Một chữ, một tràng chia sẻ cho Minh Nguyệt, nữ rapper tài ba của DC Beauty. Đeo mắt kính và làm bảy chị riêng mình ta thôi, hai người đẹp ơi. Nhìn em ta là biết anh thích đeo kính rồi. À, rapper Minh Nguyệt à. Hey. Đau mồm. Ngày trôi qua mau nụ cười cho nhau lại thêm lo âu, thêm lo âu. Giờ ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trong năm. Giờ vượt qua đi đừng dài chia ly lại vương chân mi. Giờ thì em đâu vui chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rằng ngày lại đến ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về với bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về với bên ai.
yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ em nơi phương xa như bơ ngơ, giờ còn lại mình bơ vơ, bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi để trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Vì ai, vì ai, chẳng còn gì để bước chân đi, để tình bước chân từ kim xa đi. Mày có nhìn mình mới chẳng ai bảo gì không? Hello tất cả mọi người, chào anh Kiều Huy nè, anh Sống Mồi nè, chị Sân Sang nè, Văn Phạm nè, Nguyễn Nguyệt, cảm ơn chị Đàm Nguyệt, tên giống em avatar quá đẹp gái luôn. Cảm ơn chị Nhung Nguyễn nè, hôm nay anh có nhân viên mới, nhân vật bí ẩn. Nhưng tôi biết đây là phiên bản copy của Sa Bang mọi người ơi. Đây là nói chia sẻ mọi người, đây gọi là sao ta? Thần tượng là em kiểu như là copy thôi chứ không phải là Sa Bang. Fan cuồng, ok. Em là fan cuồng của Sa Bang cho nên em bắt trước Sa Bang. Ok. Đây. Thương hiệu. Cảm ơn tất cả anh chị đã dành những lời khen cho Minh Nguyệt và Sa Bang nhá. À em gái Sa Bang ạ, sorry mọi người. Và có cái tiếp theo để gửi tặng cho toàn thể quý anh chị chúng ta là một cái ca khúc chiêu chiêu đi hoa tàn tình tàn nhỉ. Chiêu chiêu phát. Ở đây hay người kia? Ngoài kia ấy. Người kia đúng không? Ừ. Chiêu một nhá, cho nó nhẹ nhàng. Ok. Hoa tàn tình tan dạ em đây chị Hoa Quả Vân ơi, yêu hai bạn xuất sắc, cảm ơn anh Hữu Nghĩa này, cảm ơn hay quá, chúc mừng hai em. Trời ơi đúng là chị Nguyễn Minh Nguyệt tên giống như em có khác, comment câu nào là đẹp câu đấy luôn này. Đúng rồi. Comment câu nào là xinh gái câu đấy, đúng không mọi người? Đó các anh chị yêu thương ơi, chúng em chỉ cần mong được 1.000 chia sẻ, bây giờ còn thiếu có mấy trăm lại 500 lượt nữa thôi mọi người ơi. Mỗi người tặng cho Minh Nguyệt sẽ bằng một lượt chia sẻ. Mà mọi người đang ở tỉnh thành nào ta? Mọi người đang ở đâu để nhìn thấy 18 em ở năm 18 Nam Định, đây là 86 nè. Anh chị ở đâu nè? Hoa trên giấy không xương hoa vẫn nở. Thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành nuông chiều. Cố xa bờ và mong anh hiểu thấu. Chứ có lẽ em đã sai lầm. Thương một người rồi người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy, tình không tan là tình ấy trong mơ. Hey, hey. Ba tư anh, 79 anh. Hello anh Thành Đạt, chào chị Hoàng Xuân. Hello anh Vũ Huy, 18 Nam Định nè. Hay anh em chào đây Đức Anh nè. 18 hello anh Đinh Minh Hiền, 77 em chào chị Trần Hoa nè. Mọi người tiếp tục bình luận nào, ok, 24 Phạm Chip, 18 Hồ Câu nè, 82 Con Tum, hello chị Đinh Kỳ Hưng nè. Chào 34 Hoàng Huyền, 72 Thanh Hằng. Em chẳng thấy bầu trời trong xanh, trong xanh. Em chẳng thấy tiếng chim trong lành, trong lành. Như là giấc mơ mộng qua đây. Em cất tất cả vào trong trái tim để dành. Yêu vội vã để rồi ra đi. 47 anh không nói nhưng em biết rồi. Sau lời nói anh còn yêu em là những dối lừa, anh đâu muốn em bên cạnh. Hôn trên giấy không xương hoa vẫn nở. Thương ai rồi dù chắc chờ vẫn thương. Yêu anh quá nên em đành nuông chiều. Cố ra vờ và mong anh hiểu thấu. Chứ có lẽ em đã sai lầm. Một người dù người ta đâu có thương. Đinh Bình, hoa không tàn là hoa yên trên giấy, tình không tan là tình thay trong mơ. Chiều này anh chị ơi, chiều. Hey. Trời ơi, đeo tay phone vô mà nhắm mắt vô mọi người ơi, cái quả này là nó sao? Nó sẽ làm cho mình kiểu như feel, mình đang ở một cái gì đó, cảm thấy một cái feeling nhá. Xin chào 35 và chào chị 217 nè. Anh chị chúng ta cứ comment bình luận cho em nhìn thấy hết nè. Và nhớ là đừng quên là bình luận là tỉnh thành nào nhé, vì em không có nhớ hết được. Không nhớ hết được mọi người ơi. 89 em xin chào Thảo Dương nè. Nì mân lẻng cơ dê lẻng cơ sư sư mơ Trung Quân. À sang cái Trung Quân à. Tổng ngoại đi xa. Chắc có lẽ em đã sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa yên trên giấy, tình không tan là tình thay trong mơ. Hà Nội ơi,
còn hát tiếng Hoa kìa. Cái bài gì hát tiếng Hoa mà hai đứa mình cùng hát không? Miễn là chị thích, chị em chị lên. Miễn là anh chị thích và chị thích Minh Nguyệt chiều. Ba bảy. Còn bài gì đâu, bài gì mới vừa hát rồi, đâu còn bài gì mà hai đứa hát cùng với nhau đâu. Nghĩ dù đó. Em biết của ai nhỉ? Rồi cái nhạc chiều quá 61. Nếu thích em thì anh nói của ai nhỉ? Ờ, hát cái bài, hát cái bài mọi người chúng ta cũng chắc là thích, là chắc là chỉ thích bài Du Hành hay sao ấy. Ừ. Em đoán vậy đó. Anh chịu luôn. Đâu đâu quá. Cao hả? Ừ. Đâu cao đâu ta. 29 em chào anh toàn thể của anh chị ạ. Chịu là thấp lắm á. Thế à? Ừ, tạ. Tại vì đó chứ chứ thử chứ. Sao băng mới cắt tóc à? Giờ đâu đây không phải sao băng đâu, chỉ dầu ngọc thôi. Cảm ơn toàn thể của anh chị. Mọi người ơi, chúng ta chia sẻ cho mọi người về sao băng lên cái số 1000 được không nào? Trông lại phù yên Minh Nguyệt tơ sáng, trông lại phù yên mấy yêu bị phăng tan. Sương trước nó mừng trong tí thì phăng chi yên phăng, sương trao ơ mừng trong tớ thiên thang. Tình đẹp mau tàn, ai đó rồi phô phàng, một người nay đã sang ngang đời ta. Yêu nhau đậm sâu nhưng giờ ai ân còn đâu, chỉ còn lại mình ta với bao sầu nhớ. Hoa trắng trời chính cửa, đi lúc sáng dần phang. Chiều nắng vừa quăng quăng thêm, dòng cắn tớ chi choang. Hoàng phán tớ thêm nhà lưu, hoàng tàn lửa trắng mang. Hoa trái bù hoa quấy lửa đi sang sâu đi nà tên sang. Vì sao lòng phải đỡ, vì ta chẳng còn nhau. Trôi xa người hay nhớ, hạnh phúc với ai kia. Lòng ta giờ đây ra lại tình về hạnh phúc xưa. Người giờ này còn nhớ hay đã quên rồi. Tre Hoàng ơi, 4 cô linh đang sửa ấm chú, tặng thêm một cô linh sủi tươi nha chị gái ơi. Chị để lại số điện thoại giúp em nha. Tre Hoàng ơi, ở bên kia. Hey, vũ nhân sự xoay xanh xanh chi lèm xanh xăng. Wo yue liao qi chang, wen sheng fen lai, tai tuo de gan chang, wu bi yai ren yan lei chang liao hong. Tian ya de lu shang, shei pei wo cheng liang, ai wo de ren deng wo zai zuan fang. Vì sao người quên thật, còn đây mỗi mình ta. Gió đông lạnh lùng hơn xưa, mình ta đứng trong mưa. Lệ rơi khóe mắt tuôn trào, một cuộc tình đã xa. Còn lại một mình ta lang thang phố vắng đã không còn ai. Hoa trắng chờ chiến cửa, vì lúc sáng dần phang. Sự gia giàu sự dài, trăng tăng tớ lưu sang. Hoàng phu toàn tìm gia lưu, hoàng phu toàn trang mang. Chờ rằng nhuệ khoang phấy vỡ dài lưu sáng. Hoa trắng chờ chính cửa, nhị lưu sáng dần phang. Chờ rằng vỡ hoang hoang thiên, dòng gắn tớ truy trọng. Hoàng toàn tớ thiên gia lưu, hoàng toàn lửa trắng mang. Vỡ trái phù vỡ quấy lửa lý sáng sâu đi nà tên sáng. Vì sao lòng mãi đau, vì ta chẳng còn nhau. Chốn xưa người hãy nhớ, hạnh phúc với ai kia. Lòng ta giờ đây ra lạnh, tình về hạnh phúc xưa. Người giờ này còn nhớ hay đã quên rồi. Chờ lặng nhẹ khoảng phây quá trái lưu xa. Hình hư hạ hù hạ hù. Ta cho thiên hà, và lẻn cơ duyên thời sang sang cơ hảo thiên ma. Của chim bụi tụng.
Kỳ quá, một cái chia sẻ là dạ luôn hả? Thiên bu tùng. Mấy người chỉ biết cái mới là ở của ai nè, của thiên bu tùng. Ở thiên thiên vài hôm là xong. Anh cứ bước đi đi, em cũng mạnh mẽ mà, đừng bận tâm đến em của ngày hôm qua. Sau hôm nay anh sẽ là của người ta. Chú dê mới có chắc anh sẽ hạnh phúc. Em muốn chúc phúc cho anh, nhưng bàn chân không thể bước nổi. Để đến bên anh lần cuối rồi em đi. Hoài niệm là thứ giết em, trong giấc mơ đến từ hơi thở. Làm sao em có thể quên người từng rất thương. Mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, chỉ là anh yêu người khác rồi. Dù đã xa nhau em biết, nhưng vẫn nhìn về phía anh. Hay quá, hay quá. Bài hát này em đã đăng trên kênh YouTube Sa Băng Singer. Và các chị lên trên đây các chị xem, lên YouTube các chị xem ủng hộ em ấy nhé. Và khi vào xem các chị nhớ ấn like, nhấn đăng ký kênh của em và comment cho em thấy. Và nếu mà được nữa thì các chị chia sẻ giúp em về Facebook luôn nha các chị nha. Chị Hiền ơi, 600 chị ạ, sau là 500 ạ. Bình thường là 700.000 hai hộp, thì bên em giảm 100 là còn 600.000 nhá. Chị Hiền lấy tăng cân thì để lại cho bên em xin số điện thoại. Cảm ơn chị Hiền rất là nhiều ạ. Nhìn tóc mà buồn hả chị Khanh? Có cách em cũng buồn quá, thất tình nè. Sau hôm nay anh sẽ là của người ta. Chú dê mới có chắc anh sẽ hạnh phúc. Em muốn chúc phúc cho anh, nhưng bàn chân không thể bước nổi. Để đến bên anh lần cuối rồi em. Trong giấc mơ đến từ hơi thở, làm sao em có thể quên người từng rất thương. Mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, chỉ là anh yêu người khác rồi. Dù đã xa nhau em biết, nhưng vẫn nhìn về phía. Trong giấc mơ đến từ hơi thở, làm sao em có thể quên người từng rất nhớ. Mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, chỉ là anh yêu người khác rồi. Dù đã xa nhau em biết, nhưng vẫn nhìn về phía anh. Dù đã xa nhau em vẫn nhìn về phía anh. Dù đã xa nhau nhưng bạn biết vẫn luôn nhìn về phía anh.
Các chị có nhìn nhịp phía em không? À, Phước Thanh ơi, nếu mà sếp chia sẻ như vậy thì Phước Thanh cứ nhắn tin trực tiếp vào cái lúc mà sếp đang chia sẻ đấy nhá. Tại vì là mỗi một live stream ấy thì nó sẽ có chương trình khuyến mại riêng. Thế nên là hiện tại bây giờ những chương trình khuyến mại nào ở live stream nào ấy, mọi người đặt ở trang ở đâu thì chuyên viên tư vấn sẽ biết cái điều đó nhá. À, cảm ơn mọi rất là nhiều các anh chị, chúng ta mua cái gì cũng được, nhớ để lại số điện thoại cho bên em nhá. Hay quá, Sa Băng Thật Cảm Xúc. Mọi người ủng hộ kênh YouTube của Sa Băng Singer cùng với Minh Nguyệt Official nhá. Em cũng có kênh nữa mọi người, nhưng mà mỗi tội kênh em nó ít người đăng ký quá, nên mọi người vào ủng hộ cho Minh Nguyệt Official nha mọi người ơi. Nhìn em như robot ấy. Thỉnh thoảng phải thay đổi đúng không ạ? Thỉnh thoảng phải thay đổi. Xíu. Nó fail quá để làm lại thôi. Các chị yêu ơi, em thấy có rất là nhiều chị yêu nói là gửi về địa chỉ cũ. Em cảm ơn chị Nguyễn Mến với 4 collagen sổi. Em cảm ơn chị Nguyễn cái gì đấy chị ơi, chị để lại số điện thoại cho bên em ạ. Nhầm vào chữ W rồi ạ. Chị Nguyễn Mến cho em xin lại số điện thoại bởi vì là đã bị sai rồi. Lệ không hát nữa, dạ sang tháng tới các chị sẽ gặp lại Nhật Lệ này. Em sẽ chờ đợi một ca khúc thật hot hit nha anh to ơi. Những ai mà em nhìn thấy có một số các chị nói là gửi cho chị 4 collagen về địa chỉ cũ, nhưng mà em chia sẻ là bên em thì sẽ chốt số qua số điện thoại, nên là kể cả khách cũ hay khách mới thì cũng vui lòng là liên hệ để lại số điện thoại cho bên em với nhá. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Chị Mến yêu dấu, okay, em đã nhìn thấy rồi ạ. Gái đẹp, cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Nhánh Lan Rừng. Chờ tên bá láo, tên ống láo mà ông comment nhà thương đẹp, quá vậy. Lung linh, em cảm ơn chị Tịnh Tâm. Các chị yêu ơi, chúng ta đã là phái đẹp thì chúng ta cần phải làm đẹp nha. Nếu mà chúng ta không làm đẹp là chúng ta sẽ có lỗi với bản thân mình đó nha. Ok, và bây giờ Minh Nguyệt sẽ hát một bài. Chị Băng hát bài gì hay Minh hát cho em nghe hát bài gì nhỉ? Biết bài bom bom băng băng không? Bài gì? Sáng thức giấc phố xa đèn ta. Em chưa biết bài đó, thôi chị hát thì để em nghe cũng được, không sao. Để em hát bài trước đi, tí chị hát bài đó. Bắt bài gì đây này? Bolero à? Bolero cũng được. Ok, Minh Nguyệt sẽ tặng cho mọi người. Bolero này. Ok mọi người, Minh Nguyệt vẫn thích ca khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố đi. Ok. Minh Nguyệt sẽ tặng cho toàn thể quý cô chú anh chị chúng ta, chiều anh chị chúng ta. Bởi vì thực sự mà nói em sở trường của em là Bolero, em là cô gái vàng trong làng Bolero đó nha. Nhạc nào quá chị ơi? Chị một ở dưới này. Này hả? Dưới. Ừ, này đúng không? Ừ, nhớ chơi cho em. Ủa lần trước á không lưu hả? Đâu, em đúng rồi. 450.000 đồng một hộp mà chúng ta mua 4 hộp chỉ với 1.800.000 đồng mà chúng ta được tặng luôn một cái hộp collagen sủi tươi cao cấp của bên em với giá là 1.1 triệu. Dòng này em đang dùng nhá. Đó, anh chị nào nhìn thấy cái sự thay đổi trên làn da của em là mọi người chúng ta nhìn thấy, gọi là nhắn tin cho chị. Beng beng. Bài đây bài gì á? Bài beng beng. Câu này là beng beng bom bom. À, ok. Là băng sa băng quăng bom. Em cảm ơn tất cả các anh chị collagen DC ạ, có được khuyến mại nha chị gái yêu ơi. Collagen DC Plus với giá là 790.000 đồng một hộp, và chúng ta mua 3 sẽ được tặng 1 nhé, 2.370.000 đồng. Và anh chị chúng ta sẽ được tặng một hộp collagen DC chính nó nhé. Đó, còn anh chị chúng ta muốn được tặng cái gì đó nó siêu khuyến mại hơn thì chúng ta mua nhiều hơn nhé. Đây, okay. Cứ để lại số điện thoại và sẽ có chuyên viên tư vấn bên em trực tiếp liên hệ với toàn thể quý anh chị nha, anh chị yêu thương ơi. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Và đừng quên có tăng cân, sản phẩm tăng cân bên em là một hộp như thế này 350.000 đồng cho trẻ em từ 7 tuổi tới 12 tuổi. Và từ 13 tuổi trở lên là sử dụng giúp em cái liệu trình người lớn tất cả các anh chị nha. Một liệu trình dành cho trẻ em là 350.000 đồng dùng trong vòng 2 tháng. Còn người lớn thì sẽ sử dụng cũng là 2 tháng luôn, nhưng mà sẽ là 2 hộp. Trẻ em là 350.000 đồng và người lớn là 600.000 đồng. Chúng ta nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nha các chị ơi. Ok, bài chị... vấp ngã, có bài vụt gục ngã chịu không chị Thanh Lâm Cao? Bài vấp ngã đây không biết luôn. Bài gục ngã. Gục ngã sau bao ngày đợi mong, sau bao ngày chờ anh, sau đêm hôm nay chẳng cần tình lưu luyến. Gục ngã liền. Pom 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 pom. Ta tang tang ta ra tang tang tang. Mai sao băng để tóc dài nhé. Ok, thì... mai em để dài tới mắt cá. Tại mới bộ tóc nào dài xong là kiểu màu kiểu xám xám khói khói độ. Trời ơi, em nghĩ sao vậy, chị có đầu tóc xanh nữa. Tóc xanh á? Xanh lá chuối, nhưng mà chị dục đâu mất à. Cảm ơn cô Đỗ Huyền à, thực ra là chúng cháu là hai cô gái vàng trong làng Bolizo mà cô Huyền. Sợi, cô Bolizo kiếm bài xong ca Bolizo này. Ok. Bolizo gì? Bolero. Anh biết chăng. Không bao giờ quên anh à. Ở đâu có sao nè. Hoa Trinh Nữ à. Hay là bài đấy mới hát nhỉ. Chăng chứ nào. Bài Ai Nhớ Chăng Ai đúng. Em chị vừa hát bài Ai Nhớ Chăng Ai đúng không? Ai nhớ chăng ai. Hình như bài đã hát rồi đúng không? Hát bài chưa ra nhưng mà bài đấy hơi khó đấy. Hoa Trinh Nữ đi. Mấy chị thích không? Okay. Hoa Trinh Nữ không? Hoa Trinh Nữ em hát được bài Đổi Thay không? Đổi Thay á. Chưa hát được nhưng mà chị cứ hát đi, em bơi cũng được sao đâu.
Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Không mà chị thích hoa trinh nữ nữa nè. Chị thích hoa trinh nữ thì quất. Trinh nữ không đẹp mạnh mà gì? Bằng nàng hồng kiêu sa quá. Nhưng vẫn được nhà vua yêu. Trừ đi nha. Cao quá. Ê, hello Minh Nguyệt và người mới. Đang đâu có trừ. Anh ban nay đâu có trừ. Anh Tuấn thừa viết Sa Băng lại còn người mới. Giời ơi. Tuấn nào? Phạm Anh Tuấn cái kia người mới Sa Băng. Sa. Ý là tóc mới thì cũng thành một người mới ha. Lột sắc, lột sắc thành người khác. Làm sao thì về bản thân mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn là được nha. Chào mừng anh chị ở đây chơi vui nha. Lâu thật. Đến giờ này rồi vẫn có cả các anh chị tham dự. Quá tuyệt vời. Trời ơi nó hiếm mà buồn quá. Qua một rừng hoang, gió núi theo sàn, rũ bụi đường trên vai. Một tràng vỗ tay cho Sa Băng nào. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi, hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mơ. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyên tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không đệm gấm, không cùng so. Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá, ngủ thật mê say. Em cảm ơn chị Huệ Đoàn ạ. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài thèn cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Nguyễn Anh Hoàng, dạ bên em không có gửi đi nước ngoài nhá. Anh thông cảm, anh có người nhà tại Việt Nam thì có thể nhận hàng giúp cho bên em, và sau đó người nhà Việt Nam sẽ chuyển sang bên cho nước ngoài cho anh nhé. Ừ, cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm hoa ơn. Trinh nữ không đẹp mặt mà bằng các nàng hồng nàng dạ lý đâu. Đây anh Vương Duy ơi, nhanh tay để giới thiệu cho bên em cả một cái set nước hoa của Pháp luôn này. 1.660.000 đồng nha anh Duy ơi. Rất là thơm luôn, sang trọng. Xưa, thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp
cuốn sông lớn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyên tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa lá đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nệm gấm, không cung so. Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá sen trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy tài, thẹn cùng ai. Mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Này, chị mình hát bài bài tên số 4 đi. Bài đó đi. Quất, quất. Bài đó là băng như chị cái phao nha, cái phao bự bự tí. Quất luôn, quất. Cứ phải theo Nguyệt băng hết chương trình. Cảm ơn chị Thanh Liên, cảm ơn chị Hoa Cỏ Vân. À, mới này em có thấy yêu cầu em hát bài cho em xin mấy phút. Bài từ chị ạ, cho xin mấy phút nha. Rồi. Cái bài gì ta? Bài gì? Đâu phải bởi mùa thu. Tí xíu mà còn thời gian em sẽ hát nhá. Anh gì anh Duy Quang nói sao, xịt có người yêu không? Em xịt nói luôn, có người yêu là em xịt rồi. Thật, thực sự ngày nào với người cũng em xịt liền. Con ế. Nếu có người xịt một phát chung có người là yêu là em xịt ngay. Em cảm ơn chị Vóc là anh chị Vóc Long này, mình tâm sự với nhau một xíu này. Thì thực sự là anh chị yêu thương ơi, nước hoa ấy là đối với em nhá. Thì tư duy của em đó là gì, làm gì làm. Khi chúng ta tắm xong ấy, đó là cái lúc mà lỗ chân lông nó được giãn nở, cơ thể chúng ta là thoải mái, đúng, vừa tắm xong là cơ thể thoải mái đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta xịt nước hoa nhá. Bởi vì khi mà lúc đó xịt nước hoa rồi ấy thì đúng cái bài đầu tiên đó. Này hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thì lúc đó thì khi mà chúng ta xong đến buổi sáng hôm sau khi chúng ta ngủ dậy ấy, thì cái hương nước hoa nó cứ thoang thoảng ở bên khi chúng ta ngửi được ấy, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy một cái ngày đó nó sẽ cảm thấy có những cái điều rất là may mắn. Bởi vì khi ngủ dậy chúng ta đã thấy một cái hương thơm lan tỏa từ cái cơ thể mình, đồng nghĩa với việc là cái năng lượng nó sẽ được lan tỏa khắp cả nguyên ngày đó. Chính vì vậy mà em thực sự ra để mà nói là em rất là thích, và đặc biệt là bạn bè hay là kể cả những người đàn ông đi, chắc chắn là em sẽ vẫn luôn thích, kể cả phụ nữ là cứ tắm xong là sẽ xịt một chút nước hoa. Có thơm, đi đâu thơm. Tức là thứ nhất là mình tự tin khi mà mình gặp một cái người đối phương, thậm chí là mình gặp những người trong nhà, mình đi lại lại thôi, mình gặp mình đã cảm thấy là à, đó là một cái mùi đặc biệt đặc trưng. Và khi mà mỗi khi mà chúng ta đưa tay lên, hoặc thậm chí là không may mình cứ tưởng tượng là có ai muốn nói nhỏ với mình ấy, khi người ta ghé vào cái tai của mình mà người ta ngửi thấy cái hương nước hoa đó, tự nhiên là cái giá trị của mình nó cũng được tăng lên rất là cao đó mọi người nhá. Đó. Nhắc tới nước hoa thì chúng ta các chị ơi, chỉ còn hình như là chỉ còn ngày hôm nay ngày mai nữa thôi là cái chương trình kết hoa nước hoa sẽ kết thúc này. Một 1.660.000 cho cái chai nước hoa này, trị giá gốc của nó là 2.550.000, và 1.660.000 cho chai này, trị giá 2.450.000 nha các chị nha. Bây giờ chúng ta chỉ mua đồng giá với giá là 1.660.000 thôi. Chúng ta không mua bây giờ thì không biết mua khi nào nữa. Bây giờ các chị ơi, hãy nhanh tay nha, chương trình sắp kết thúc rồi nè. Và cũng đừng quên chương trình collagen sữa ông chúa 450.000 đồng một hộp, và khi chúng ta mua 4 hộp trị giá là 1.800.000 đồng thì chúng ta bây giờ sẽ được tặng thêm một hộp collagen sủi trị giá 1.100.000 đồng. Thay vì chúng ta mua một sủi và
4 collagen sữa ông chúa thì trị giá của nó sẽ là 2.900.000 đồng. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần mua với giá là 1.800.000 đồng thôi là sẽ có cái combo là một cái collagen sủi và 4 collagen sữa ông chúa rồi nha các chị nha. Các chị, công việc của các chị bây giờ là chỉ cần soạn tin nhắn collagen kèm số điện thoại hoặc là tăng cân kèm số điện thoại, nước hoa kèm số điện thoại thôi là được nha. Ok chị Lan Hương, ngày mai hẹn các chị gặp lại là sẽ lột xác thành người khác liệu. Ok, bài không tên số 4 này. Bình thường là 2 1 đấy nhỉ. Đối quá đứng để lấy hơi cho hát. Ok, Thủy tả tí xíu hát bài đó nha. Chắc là 2 đúng không? Ờ, tôi nhìn đúng rồi. Ở đây như răng thì tôi làm như rứa cho cô rồi. Cô đỏ chi rứa nữa cô. Cô là có muốn ra đấu vật đúng không? Đó là cô đầu gấu. Bây giờ bắt đầu lên đầu gấu nè. Khóc cho vợ đi những nhục hình, nó cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, người em tôi chỉ còn tương lai. Ok, Trường Hải Lý. Mai về sau nước mắt có cạn khi xa đời, thương cho đàn con chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa lệ xóa cho em được không, những kỷ niệm đã lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tim. Đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng, lời anh nói vẫn còn mãi đây, truyền mãi sau xin gửi trên tay. Bài không tên số 4. Và các chị đang muốn mua collagen, muốn mua tăng cân, muốn mua nước hoa, muốn mua sữa rửa mặt này, muốn mua tẩy tế bào, các chị cứ để lại số điện thoại giúp em nha. Và đừng quên bên em còn có một sản phẩm kích thích mọc tóc 680 một chai, và chúng ta mua 3 chai sẽ được tặng một chai. À, nhanh tay nha các chị nha, kích thích mọc tóc này. Mãi về sau nước mắt có cạn khi xa đời, thương cho đàn con chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Cảm ơn chị Hà nha. Lệ xóa cho em được không, những kỷ niệm đã ngày xưa có trở về tìm. Đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng, lời anh nói vẫn còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Lời anh nói vẫn còn mãi đây, chuyện mãi sau xin gửi trên tay. Ok, một bài nữa đây rồi. Áo đâu phải bằng mùa thu đúng không? Thử đi, thử nhá. Em này em văng trong cái phao. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Hà Trần nhá. Cảm ơn chị nè. Ok. Fa 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 fa. Bravo. Cái này giống kiểu hát trong phòng trà đúng không? À, không phải đâu. Ai đánh em đâu. Em gặp một tai nạn nhỏ nhỏ.
nó hơi đau một tí. Chắc là dáng ngày mặt nay ngày mai là hết đau rồi. Cái này mà giống như kiểu là ngồi ở trong mấy đang cắt tóc người ta muốn. Em cho địa chỉ được không? Được chị Hà Trần ơi, tí chị inbox riêng nhá chị ơi. Em dù gì lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian. Em ru gì lời ru cho ngày mai, thời gian biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời sống tố. Em ru gì cho ta qua bao ngày phôi pha. Cô hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dưa. Lá chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Ủa, bình thường vậy anh lại với anh Quyền nghĩ là bình thường Minh Nhật quái ác à? Đúng không? Mà nhà em còn gì quái ác, ai cũng hiền hiền khô. Đúng không? Ai cũng hiền khô luôn á. Em đều kính nhà giang hồ lắm á, anh chị. Chị Hà Trần ơi, tí nữa nhớ như inbox Facebook của Minh Nguyệt nha, đi xa băng nha. Đang chờ cậu chị Hà. Chị Hà bảo rồi mà găm uống đi cho nó đỡ họng. Em ru gì lời ru bao tiếc nuối. Tiếc nuối một đời ước vọng tan phai. Em ru gì lời ru cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại. Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời sống tố. Em ru gì cho ta khi bao ngày phơi phới. Bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dứt. Lá chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời sống tơ. Em ru gì cho ta khi bao ngày phơi phới. Cô hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dứt. Lá chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Đừng dạy dứt lá chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Bài hát thì rất là hay mà mọi người biết là sao em cười không? Em thấy chị Phong hát giật có em sợ rơi tóc. Không sao, tóc thật mà rơi cái giật cái này hay nhỉ. Em thấy chị Phong giật quá, em chỉ sợ đang lúc trong túi tóc là lật lên nhé, chẳng may nó rơi tóc thì chưa. Không sao, rơi thì vẫn không sao. Bài này mà để tóc dài hát hay hơn. Ok, đợi tóc em dài là em sẽ hát nha chị Hà Trần ơi. Chị có cái món ăn dịp ăn một cái vèo một đêm tới sáng tóc dài, em chị gửi ngay cho em đi chị Hà. Chị inbox cho em gửi địa chỉ cho chị luôn nha chị gái nha. Buồn cười quá, lúc mà chị hát rất là hay thực sự. Xong em cứ nghĩ là nếu mà không may trong lúc chị cúi xuống thì là phôi phá.
Nói về cái vấn đề rơi tóc thì chị kể cho em nghe và các anh chị nghe một cái câu chuyện. Khi mà em đi show và ở bên dưới rất là nhiều người, khoảng mấy trăm khán giả đó, thì em đang hát mà lúc đó cái bài hát gì nó cơ, em cột cái đùm, em cột hết tóc lên, xong em cột một cái chùm tóc giả là cái tóc dạng cột, với cái chị hình dung ra nó không, là em cột lên cái mũi trên này nè, em cột cao thế này cái em hát. Và khi đấy là đầu nhạc đang vào máu rồi, máu rồi sung quá, cúi đầu cái hết cái phạt lên cho tóc nó rơi xuống cổ rồi. Xong rồi lúc đó làm nào? Không là... sao, vẫn là một cái thần thái tự tin. Trời ơi, mình làm chủ sân khấu mà, mình mới là ca sĩ mà phải làm chủ sân khấu, đúng không? Quay quay giả bộ, giả bộ nhảy 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 với cái phát hết tóc ra bằng cái phèo vào cánh gà hát tiếp. Thế cái khán giả đang dưới kêu ôi có gì khác lắm mà, không biết cái gì. Ví dụ mà người ta lơ lại vài giây á, là người ta sẽ kêu phải này thấy cô này như thế này mà sao bây giờ cô này có gì đó khác lắm mà không biết tại sao. Uống collagen đêm nay mai tóc sẽ dài nhanh thôi. Ok chị Hà Trần, ok nha. Ok và bây giờ thì chắc cũng đến giờ cho tụi em nghỉ ngơi và các chị cũng nghỉ ngơi nha. Các chị bắt công cầm điện thoại rớt cho cái mặt các chị chủ em nữa là vì buồn ngủ quá rồi mà cứ bắt coi á ha. Ok và bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Muốn mua tóc dài dễ thôi. Ok anh Bách Huỳnh gửi cho em một đầu tóc dài tới mắt cá chân nha. Ok cảm ơn tất cả tình cảm của anh chị. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị vào ngày mai ạ. See you later.